Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay là như tiêu đề á, thì mình vẫn làm về cái chủ đề là trồng bông nhãn thọ, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì như thường lệ nha mọi người, thì câu hỏi ngày hôm nay á, thì sẽ trả lời cho một anh tên là Tình. Thì anh này anh đã bình luận trong kênh của mình á, anh hỏi á, là cây dạng thọ của mình mà nó bị chậm lớn á, thì mình nên tưới cái loại phân gì để cho cây nó phát triển. Tại vì khi mà mình trồng á các bạn, thì có một số cây á, thì nó sẽ bị còi, nó không có phát triển mà đồng đều, do cái cách mà mình tưới phân, hoặc là do cái thời tiết, hoặc là do ảnh hưởng từ sâu các bạn. Nói chung là nó không thể nào mà nó đồng đều hết. Thì do đó thì mình sẽ có những cái loại phân để mình tưới cho nó, để nó phát triển kịp nha mọi người ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung nha. Rồi thì khi mà cái cây bông dạng thọ của mình trồng các bạn mà nó bị chậm lớn so với những cái cây mà mình trồng một lượt á, thì mình nên làm gì đây? Thì cũng có rất là nhiều anh em là đã hỏi mình ha. Thì có bạn á, thì hỏi mình là mình nên sử dụng cái gói cơm cát hoặc là cái thuốc là Atonit á, để mình xịt dưỡng cho nó có được hay không, hay á, là mình sử dụng là cái thuốc kích thích tăng trưởng có chứa hàm lượng GA3, ví dụ như là hàng rầu riếp 10XB nó, thì có được hay không. Thì ở đây á, thì mình khuyên ha, thì mình nên sử dụng là cái phân là trung vi lượng đi, nó sẽ rất là ok hơn. Tại vì các bạn, cái nguyên nhân chính á, mà nó bị mà chậm lớn như vậy đó các bạn, là do nó thiếu phân. Mà khi mà nó đã thiếu phân rồi các bạn, mà các bạn xịt dưỡng á, là cái cây của mình nó rất là ốm luôn. Hoặc thậm chí là mình sử dụng là cái hàng GA3 đi. Cái hàng GA3 nó là một loại cái thuốc là kích thích tăng trưởng nha, mà mình xịt vô rồi ha, nó rất là mau lớn luôn, nhưng mà nó rất là ốm. Nó khi mà bạn tưới nước các bạn, nó rất là dễ ngã luôn. Thì do đó thì mình nên sử dụng cái phân trung vi lượng để mình tưới cho nó ha, thì nó sẽ mau tăng trưởng, cũng như là nó có thêm cái độ phân các bạn, và nó phát triển tốt ha. Và cái loại phân trung vi lượng mình muốn chia sẻ cho các bạn á, thì nó được mang tên là Cambi Nhật ha. Thì gói của nó là 40g nha mọi người, và nó đặc biệt là nó siêu tăng trưởng, cũng như là nó sẽ là bổ dưỡng dinh dưỡng cho cây ha. Cái thành phần của nó các bạn là gồm là bo nè là tới 2000 PM ha, và cái magie của nó là 1700 PM nha các bạn, và mangan của nó là 700 PM, và kẽm của nó là 700 PM luôn nha mọi người, và sắt á cũng là 700 PM luôn, còn đồng là 1700 PM, còn canxi của nó là 500 PM nha mọi người ha, và lưu huỳnh của nó là 17000 PM nha. Đó thì khi mà cái cây dạng thọ của mình đó các bạn mà nó bị ốm yếu như vậy đó, thì chúng ta sử dụng là trung vi lượng thì nó rất là hợp lý, cũng như là nó độ phát triển nó rất là ok so với những cái loại thuốc như là GA3 cũng như là thuốc dưỡng nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là mua tại những cái điểm mà vật tư nông nghiệp ha, hoặc là các bạn không mua được á, thì các bạn hãy vào cái đường mô tả của mình á, thì nó sẽ có một cái đường link tiếp thị, thì các bạn nhấp vào các bạn mua ha. Thì cái giá tiền của nó là từ là 18.000 cho đến 20.000 thôi, nó cũng rất là rẻ nha mọi người. Còn về cái cách mà sử dụng á, thì đối với cái combi Nhật này á, thì đối với một gói mà 40 gram á, thì các bạn có thể là pha cho nó là 200 lít nước ha. Đối với những bạn mà trồng nhiều ha, thì các bạn có thể là tưới đều cho nó. Còn những bạn mà trồng ít như mình ở đây á, là các bạn xem á, là mình chỉ có máy chậu thôi, thì các bạn có thể là pha tầm là 3 gram cho là bình là 16 lít nước nha mọi người. Còn nhiều hơn một tí nữa thì các bạn có thể là pha là 5 gram cho bình là 25 lít nước ha. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, là chúng ta sẽ tưới vào cái thời gian là buổi sáng, và chúng ta sẽ tưới định kỳ cho nó luôn. Nếu như mà các bạn không sử dụng như cái phân DAP hoặc là cái phân humic mà hôm bữa là mình có chia sẻ cho các bạn á, thì các bạn có thể là bón định kỳ cho nó luôn, là cứ là 2 tuần như vậy là mình sẽ tưới là một lần ha. Nó thì cái phân này thì nó đạm cũng rất là ok rồi, thì cứ 2 tuần là mình sẽ tưới là một lần đối với cái phân là trung vi lượng này ha. Nó còn những cái dòng phân mà đạm cao như là ure các bạn, thì các bạn là nên né nó đi. Nó chỉ áp dụng trong cái thời gian mà kiểu như là bông của mình là nó đã trổ rồi, mà mình muốn cho nó chậm trổ lại thì mình nên sử dụng cái thằng ure ha, là một muỗng ăn canh cho bình là 10 lít nước nha mọi người. Nó thì mình pha chung vô rồi mình tưới cho nó thì nó sẽ đưng bông lại. Nó còn khi mà cái cây dạng thọ của mình mà nó bị chậm lớn thì các bạn có thể là sử dụng là thằng Cambi Nhật này, thì nó sẽ là hiệu quả hơn so với những cái thằng thuốc dưỡng hoặc là hàng GA3 ha. Xịt mấy hàng GA3 vô là rồi luôn các bạn, cây mình nó yếu lắm. Khi mà mình tưới nước không á là nó cũng đã là muốn ngã rồi, gió mạnh là nó đã gãy luôn á, tại vì nó rất là tông. Nó thì mình chia sẻ cho các bạn vậy, thì các bạn là nên xem nhiều kênh ha, để các bạn có thêm kinh nghiệm cho mình. Tại vì cũng có rất là nhiều anh chị trồng hay, còn mình ở đây thì mình trồng cũng một số thôi, để mình chia sẻ kinh nghiệm cho mình thôi. Thì những bạn nào mà
Theo mình á, thì các bạn cũng đã biết rồi, ở đây mình chia sẻ cũng rất là kỹ, nhưng mà mình vẫn khuyên á, là các bạn là nên xem nhiều kênh để chúng ta có thêm cái kinh nghiệm cho mình ha. Rồi thì video ngày hôm nay là chủ yếu là trả lời câu hỏi cho một bạn tên là Tình ha. Đó, thì các bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình ha, để kênh của mình nó phát triển nha các bạn. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.